vị, năm 2011, dự án cầu Hai Cô nối thị trấn Cát Tiên với các xã khu vực phía nam của huyện là Phước Cát 1, Phước Cát 2, xã Đức Phổ và là tuyến giao thông huyết mạch của Cát Tiên. Tuy nhiên, sau gần 6 năm triển khai xây dựng, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng. Thực tế này đã gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhà chỉ huy công trình đã bị bỏ hoang. Thiết bị, vật tư phục vụ thi công hư hỏng. Đơn vị thi công gần như buông công trình. Đây là thực tế của dự án xây dựng cầu Hai Cô, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. Bỏ công trình này kéo dài thì đúng là quá lãng phí tiền của nhà nước. Dự án cầu Hai Cô nối thị trấn Cát Tiên với các xã khu vực phía nam của huyện là Phước Cát 1, Phước Cát 2, xã Đức Phổ, chính thức được triển khai xây dựng năm 2011. Tổng kinh phí là gần 30 tỷ đồng, do Trung tâm Tư vấn Quản lý Dự án và Kiểm định Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Trung hậu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên thì công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2014. Tuy nhiên đến nay chỉ hoàn thành được kết cấu chính của phần cầu. Còn hai đầu cầu chưa thể triển khai vì bốn hộ dân chưa thực hiện việc bàn giao mặt bằng nên công trình gần như đang bị bỏ không. Thì là người dân ở đây thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề sinh hoạt, trong cái khâu thi công những cái vấn đề đi lại lưu thông. Về mùa khô thì nó bụi, mà mùa mưa thì nó sình lầy. Về xe thì đường thì cấm nhưng mà xe vẫn cố tình đi. Cũng có những lúc cũng dễ xảy ra tai nạn lắm. Cái cầu đã tiến hành rồi nhưng mà suốt trong một thời gian dài không thực hiện được. Nếu là người dân chúng tôi nhận định trước khi như vậy là làm cầu, tức là chính quyền không như vậy giải phóng cái mặt bằng. Giai đoạn 2015-2020 trên tuyến tỉnh lộ 721 đoạn qua huyện Đà Tẻ và huyện Cát Tiên sẽ được đầu tư 6 cầu phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân ở các địa phương. Ngoài cầu thuộc địa bàn huyện Đà Tẻ đã được hoàn thành, số cầu còn lại ở huyện Cát Tiên đang được triển khai xây dựng. Việc công trình cầu Hai Cô chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến giao thông, trong khi cầu cũ đã bị xuống cấp và hết năng lực sử dụng. Dự án cầu Hai Cô thì các cái bên thì cũng đã tổ chức họp là rất nhiều lần nhưng mà cái kết quả thì cũng chưa được như mong muốn. Thì trên cơ sở các nội dung trên và qua cái kiểm tra cái của Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị là Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên là tích cực hơn trong cái việc là giải quyết dứt điểm cái công tác đền bù đối với cái bốn trường hợp nêu trên. Cũng đồng thời là cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục là chỉ đạo huyện để mà giải quyết các cái trường hợp vướng về đền bù như trên theo cái ý kiến của dân. Cầu Hai Cô nối thị trấn Cát Tiên với các xã khu vực phía nam của huyện là Phước Cát 1, Phước Cát 2, xã Đức Phổ. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của Cát Tiên, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân trong khu vực. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành chức năng, chính quyền địa phương cũng như đơn vị thi công trong triển khai dự án này. Nếu không, sẽ gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước khi công trình được đầu tư hàng tỷ đồng lại đang dang dở. Rất là nguy hiểm, biết sao không? Thứ nhất là mấy cái miếng sắt nó cong lên, chạy xe nó đông tập vô trong xe. Thứ hai nữa là nó trơn trượt, nếu mà xe mà chạy qua nhiều là đổ sụp đấy. Tại cầu này chỉ gần như giải chiến thôi mà,